Nhân chi sơ tánh phổn thiện thì mình cũng phải coi lại bi chí dũng. Cho nên gần đây có những một số kênh chỗ nào có Phật, chỗ đó có quỷ, kênh bần sĩ gì đó, quý vị coi chừng nó là ban tiên giáo của Việt Nam của mấy thầy để mà phá rối, rồi để mà sàng lọc những người mà không có chánh kiến, không có trí tuệ đó. Thì quý vị cũng coi cái nào thật thật giả giả, Kiệt là những gì Kiệt nói là một là thật, trên đưa xuống Kiệt nói, Kiệt có cái núi ở trên đó bảo chứng. Còn kênh này Kiệt có một kênh một chứ lời nói đinh đóng cột, không có nói sai. Và những gì chư vị nói để mà lòng từ bi của Thượng Đế, của chư Phật chỉ mong chúng ta thay đổi về chót ăn hiền ở lành để mà giảm cái sự chết chóc chết chạ, chứ ngoài mục đích đó thì không có gì trên này hết. Còn ai muốn phá hay gì á thì họ không có muốn tất cả những chế độ vô thần, các Marx Lenin hay là những cái độc tài hung dữ mưu mô tính toán. Thường thì việc nói những cái đó giống như thầy Tennis, nó sẽ chìm xuống một lượt. Và Kiệt nói tất cả những nước mà gọi là cộng sản sẽ sụp đổ cùng một lúc. Thời xưa đâu có ai dám nói là những nước cộng sản cùng sụp đổ một lúc, nhưng mà bây giờ cơ vận đi, quý vị thấy không, từ Nga Xô qua tới Trung Đông rồi qua tới Á Châu, thì có một mình Kiệt nói là đi một lượt. Chứ hồi xưa ta nói nước này với nước kia chỉ Tàu với Đài Loan, hoặc là Do Thái với Palestine hay là Iran rồi nhiều thôi. Nhưng mà chuyện đó không phải. Thời nay á, là khi mà Đức Phật với Lạc xuất hiện thì tất cả mọi người, mọi lãnh đạo đều phải thông tư tưởng với nhau, phải sống bằng tình thương và nhân ái. Chứ chừa lại mấy nước mà nó hung dữ thì cũng như không, đâu có gọi là thời vàng kim được. Thì tất cả chúng ta hôm nay phải thức tỉnh, vì chúng ta đang sống trong một giai đoạn cực kỳ khó khăn của thế giới, và cũng là một cái sự vinh hạnh của một cái thời kỳ này khi mình trải qua một những ngày tận thế, bao nhiêu chuyện ly kỳ từng tự xuất hiện trong những năm gần đây, trước khi dịch Vũ Hán xảy ra năm 2019. Từ những nước mạnh thành bây giờ những nước yếu, từng những chuyện mà mình không tưởng tượng xảy ra được, hôm nay cũng đã xảy ra. 6-7 triệu người chết, và khoảng như ta 6-7 triệu người chết, gần 600-700 triệu người bị bệnh Covid, một chứng bệnh lạ mà nhân loại chết 6-7 triệu người trong vòng một thời gian rất là ngắn. Quý vị thấy cái đó có phải là một sự gọi là tận thế hay không? Mà tại sao hôm nay mình không chịu thay đổi cái tư tưởng gọi là ngã mạn á? Mình phải tin có tâm linh, mình phải tin có trời Phật hiện hữu sát bên mình, và các vị là những người đang che chở mình. Còn chúng ta làm ác quá nhiều, nhiều đời nhiều kiếp, cái quả địa cầu này á nó đang trượt à. Thì hôm nay mình, tất cả những người trên thế giới mình á, đã phá môi trường, phá rừng, phá biển, khoan vô lòng đất, làm đau trái đất này cũng như là cái thân của Phật mẫu vậy đó, cha trời mẹ đất. Mà mình cứ khoan, mình đục, rồi mình đẽo, rồi mình đập, rồi mình đốt, ồ mình làm đủ hết. Rồi mình còn làm bom nguyên tử để mình nổ trong lòng đất nữa. Rồi mình chặn đập, rồi mình đốt khói carbonic để mà cho cái bầu khí quyển nó không có che được mặt trời, để cho mình hôm nay bị nóng. Cho nên mình làm rất là nhiều chuyện sai, sai 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 quá trời sai, thì những cái hậu quả đó trái đất mình phải lãnh. Thì hôm nay mình đang lãnh, nhưng trong đó có một số người lãnh nhiệm vụ của Thượng Đế nhảy dù xuống. Thì những chư thiên chư Phật đang hạ phàm hết mang thân người, thì ông đó có kiệt để mà xin giảm lại sự chết chóc. Thì Kiệt là người được lệnh để mà lên đây truyền tin những cái tin tức quan trọng ở trên là đều là chính xác, và để cho những nhà trí thức, những cái thời đại khoa học văn minh iPhone 13, 14, Samsung
xem xanh giờ mấy, loại toàn là những thứ siêu siêu mà ngày xưa mình không bao giờ mình tưởng tượng được. Một người ở bên bờ và đại dương bên đây, bên Việt Nam, bên Mỹ mà nuôi con bằng cái điện thoại FaceTime mỗi ngày, gọi dạy con nấu ăn, rồi gửi con đi học du lịch, du học ở Mỹ đó, chỉ cần FaceTime mà nuôi được con. Tức là ý kiến nó nói cái khoa học nó văn minh quá, là có ra hình ra tiếng luôn. Thì khi mình càng gần khoa học thì mình lại xa với tâm linh, cho nên vừa đúng lúc thì mấy vị để cho mình sau cái thời này nè, tất cả con người thông tư tưởng nhau, sống bằng tình thương, không còn ai ăn hiếp ai nữa, không có nước lớn hiếp nước nhỏ nữa, rồi một cái tôn giáo mới ra đời để mà thống nhất tất cả các tôn giáo, thì lúc đó con người của mình nó sẽ vừa có khoa học mà lại vừa có tâm linh. Tất cả những đứa nhỏ con em chúng ta sau này nó chỉ ngồi thiền, rồi từ từ cái nó mở nhãn thứ ba ra, nó mở nhĩ ra, rồi lúc đó nó hiểu được mình mang xác phàm là vô thường, là tạm bợ, và cái linh hồn là vĩnh cửu. Giờ là con người, cái linh hồn có thể đi khắp không gian, khắp các hành tinh được, không cần phi thiền. Thì đại khái mục đích cái kênh của Kiệt là chỉ khuyên người thay đổi giờ chót và gán giữ gìn